là hồi hộp, mong chờ, đều mong chờ sản phẩm lần này của Lộc sẽ có những cái tình tiết hấp dẫn và rất là hay. Lúc đầu anh đã năn nỉ từ 2 tháng trước là cho một cái da cam heo nhỏ thôi, thoáng qua không được, một cái giống chất dưỡng của bộ phim mới được thì không được. Anh rất buồn lắm, nhưng không sao, anh đứng mong chờ bộ phim này ra mắt. Riêng cái phim này anh sẽ đi xem, sẽ chờ đợi và đón xem. Thế nào nó cũng sẽ rất là bất ngờ với mình. Quá liều. Không phải là lập liều đâu. Rất là liều. Không có gì phải liều hết đó. Thật sự lập liều. Lập không phải là liều đâu. Lập không có liều đâu. Cờ đến tay thì phất thôi. Mình tin thì mình mới làm. Nếu như không tin á thì vẫn tới đây. Sao cứ mang cái chuyện tâm linh này ra đùa giỡn hoài vậy? Cái chữ liều á nó sẽ cần có cho một nghệ sĩ, bởi vì họ muốn là người phải có một cái chất riêng, nhưng mà ai làm được điều đó? Rất ít người làm được điều đó. Với tính Lộc và Tú thì nghĩ ra đây là một phim không phải để doanh thu đâu, một phim để khẳng định về tài năng. Thật sự người ta nói liều ăn nhiều. Bây giờ không làm thì ai làm nữa? Phải như Lộc dám nghĩ dám làm, tại vì mình có thực lực thì mình sẽ làm được thôi. Và đây chính là cú nổ action. Dễ thương nhưng mà quá nhiều thì bảo sống khép quá, không đụng chạm tới ai. Những điều đó điều lớn. Quỳnh Lộc là một anh chàng cực kỳ thông minh, nhạy bén, yêu nghề và rất là lầy lội. Oh no. Chị cảm thấy là rất là ngưỡng mộ em luôn đó. Là trái tim hết sức là dũng cảm. Có tầm là có tầm nha. Cầu toàn, kỹ tính, nhạy bén, dễ thương, vui tính, tương lai sáng lạn. Sáng lắm. Cậu nhìn thấy tương lai của con rất sáng. Mong quý vị đã làm để coi cái tâm thế là đến với một sản phẩm của người mới, đến với một sản phẩm có tất cả đầu tư và chiến sáng được tiền bạc của Lâm. Và anh nhận cách CDVA bộ phim này thì Lâm ơi, nhận trả tiền cho anh nha. À, mọi người ơi, mọi người hãy nhớ ra rạp vào ngày 8 tháng 11 này để xem bộ phim Possible nha. Ngày 8 tháng 11 này. 8 tháng 11 nha mọi người ơi. Cả nhà nhớ thời gian để đi coi nha. Ngày 8 tháng 11 ra rạp. Mọi người nhớ đến rạp. Ngoài ra thì còn kêu gọi bạn bè, anh chị em, dòng họ trong gia đình này nọ để cùng ủng hộ cho Possible nha. Thế nhá, 8 tháng 11 2019. 8 tháng 11.